Anh, xin chào mọi người. Chúng ta đến với một tin nóng đó là sáng nay 22 tháng 11 năm 2022, công an đã bắt giữ vụ Hoàng Anh là chị gái của trùm xã hội đen Dung Hà. Dung Hà là một trùm xã hội đen thời năm cam. Sau đó thì bị Hải Bánh đã truy sát vào năm 2000. Rồi vừa rồi vào ngày 27 tháng 1 năm 2022 Hải Bánh đã ra tù, thủ án trung thân nhưng mà được giảm án và ra tù khoảng sau 22 năm. Thì tôi nói thật tôi cũng quan tâm đến vụ việc này vì đơn giản là dưới cái danh nghĩa là chị gái của Dung Hà mà Dung Hà thì liên quan đến vụ án 5 cam mà Năm cam thì Nguyễn Phương Hằng có dính đến là đàn em của 5 cam rồi thời điểm này sắp tới ngày 25 tháng 11 tới thì có một cái luật sư thời của 5 cam sẽ tham gia hỗ trợ pháp lý trong Nguyễn Võ Quỳnh Trang vụ án của cháu Phương An thì đây là những cái vấn đề mà khiến tôi quan tâm đến sự việc này và tất nhiên tôi đưa cái thông tin nó mở rộng hơn cái nội dung liên quan đến vụ Hoàng Anh. Vụ Hoàng Anh ha. Tôi đưa tin một chút đây là hình ảnh của anh chị gái của Dung Hà, chị gái ruột. Ảnh cho công an cung cấp báo chí đưa tin. Bà này ấy thì trước đó đã bị truy nã và bỏ trốn sang nước ngoài. Sau đó thì cơ quan chức năng phát lệnh truy nã quốc tế của Interphone 194 nước trong danh sách của Interphone mà vụ Hoàng Anh đi qua thì có thể uh, truy dấu vết và bảo về cho Việt Nam. Và cuối cùng thì ngày hôm nay bị truy nã, bị bắt, xin lỗi bị bắt. Thì vấn đề đây Hoàng Anh, á, khi Hoàng Anh khi mà trốn sang ở nước ngoài thì rất là lì lợm đó là đã thu nạp nhiều đàn em bị truy nã những cái đối tượng cùng cán để mà thực hiện về cái việc uh, mở rộng cái đường dây mua bán mai thúy tạo thành cái khu vực tam giác về à, về thành phố hồ chí minh và hải phòng để tiêu thụ như vậy là hôm nay thì à, không chỉ vũ hoàng anh và đàn em của vũ hoàng anh cũng đã bị bắt rồi bây giờ thì à, chúng ta thấy một cái điều thế này những cái đối tượng mà lì lợm ngoan cố thế này chỉ đại thế này thì thường nó rất là à, ngoan cố về sau giống như tôi đã từng cảnh báo về hành vi của vị ca nguyễn phương hằng vậy cũng là hành vi của chị đại ha đây là dung hà Tên thật là Vũ Thị Hoàng Dung Sinh năm 1965 Và tháng ngày 2 tháng 10 năm 2002 Năm 2000 thì đã bị truy sát bởi sự chỉ đạo của Nam Cam Nam Cam chỉ đạo Hải Bánh Nam Cam chỉ đạo Hải Bánh Và Hải Bánh thì lại chỉ đạo đàn em thân tín của mình Dùng súng để trực diện bắn vào Dung Hà và dung Hà tử vong vào năm 2000 đến năm 2001 thì Hải Bánh bị bắt. Chúng ta thấy đây là hình ảnh của Dung Hà và Hải Bánh. Thời điểm đó họ là anh em kết nghĩa với nhau. Dung Hà thì Dung Mạo giống như một người đàn ông và cũng có cái sở thích là thích phụ nữ. Mặc dù là con gái đó họ đã từng rất là thân với nhau khi mà Hải Bánh từ Hải Phòng vào. Khi mà vào uh, Nam lập nghiệp á thì Hải Bánh thân với Dung Hà bởi vì lúc đó Hải Bánh không có gì trong tay nhưng mà quá trình đó thì Dung Hà thể hiện mình cái quyền uy quyền lực quá nhiều và đối đầu với Nam Cam sau đó thì quá trình Dung Hà giới thiệu Hải Bánh cho Nam Cam lần lần thì Nam Cam cũng không thích gì Hải Bánh nhưng mà nhận thấy rằng có thể lợi dụng được Hải Bánh để mà thử Dung Hà cho nên cuối cùng mọi người biết điều gì xảy ra Cuối cùng là Hải Bánh đã cho đàn em thân tín của mình trực diện làm cho Dung Hà mất mạng. Đây là một cái bức ảnh mà đàn em của Nam Cam, Dung Hà, tôi đã gạch chéo thế này, chụp chung với nhau. Hải Bánh ở bị trại, tù ở trại giam Xuân Lập Đồng Nai về tội giết người. Hải Bánh ngày 21, xin lỗi 27 tháng 1 năm 2022 đã ra tù sau khoảng 22 năm thủ án. Và hiện nay tất nhiên mọi người cũng rất là quan tâm Hải Bánh đang làm gì đúng không? Đang làm gì để sống và cuộc sống như thế nào? Đây là năm cam này. Đây là cuộc sống hiện tại của Hải Bánh đang là chủ của một cái tiệm mà mỗi cửa hàng gốm ở Hà Nội. Nói chung là bây giờ ra tù thì có cái sự thay đổi nhiều khi mà hải bánh đi ăn sáng chẳng hạn nhiều người gặp á thì có thể lén coi phim này kia ổng biết luôn nhưng mà vì khi mà ở trong trại giam ổng là thức tỉnh nhiều thứ rồi giác ngộ nhiều thứ cho nên là họ cái chuyện nhẫn cũng không gây hấn gì ai ai muốn làm gì làm kiểu vậy lúc ở tù tôi đặt mục tiêu sẽ phải học gì đó cho nên khả năng là học về nghề gốm Cái còn lại với tôi chỉ có gia đình mà thôi. Khi mà Hải Bánh ra tù thì mẹ của Hải Bánh đã mất. Và còn con gái, còn cháu ngoại, có con rể. Và bây giờ sống cho gia đình ha. Mẹ mất thì Hải Bánh đã trải chiếu trước bán thơ của mẹ để nằm khi ra trại thì ra tù thì hải bánh với cái thương hiệu của trong quá khứ của mình đã được nhiều người mời làm việc thu nhập tốt nhưng mà hải bánh nói rằng dù thông minh tôi đủ thông minh để hiểu có lẽ họ không cần tôi thật mà chỉ cần tôi về để làm hình ảnh đúng luôn hải anh không có làm đây là một trong những cái bức tranh mà hải bánh đã phát họa đã vẽ trên bình gốm có lẽ nhờ nhờ lần đi lần đi tù rồi mà con người tôi thay đổi rất là nhiều chữ nhận tôi học được trong nhà tù tôi là áp dụng vào cuộc sống đời thường Lúc tôi chưa đi tù tôi lo cho bố mẹ tôi không thiếu thứ gì nhưng tôi lại làm bố mẹ tôi giai cấp nhiều nhất. Tôi ân hận, cực kỳ ân hận. Tôi không muốn làm trùm giang hồ hay gì nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn là một người đàn ông bình thường. Và tôi nghĩ rằng những cái ước muốn này, những cái suy nghĩ này của Hải Bánh là nó thực nó thật từ trong trong lòng bởi vì những cái gì đã trải qua trong quá khứ thời trai trẻ thời còn là liên quan đến giang hồ mà ngày xưa mọi người biết rồi giang hồ thì không giống như cái bây giờ giang hồ mỏm giang hồ mạng đó mà giang hồ ngày xưa là dùng cái vũ khí nóng và thanh trừng lẫn nhau rất là kinh hồ à, đúng đúng về cái giang hồ về cái tính uh, nhỏ mọn đi tiện của cái giang hồ ngày xưa tôi nghĩ là nó không như bây giờ gọi là cái mát giang hồ đó, mà toàn giang hồ tiểu nhân còn giang hồ ngày xưa thì đúng là gây ra nhiều cái hệ lụy rất là ghê gớm và bây giờ chúng ta thấy thế này tôi cho mọi người xem ha hải bánh thì tôi cũng cho mọi người xem như thế đấy tôi cho mọi người uh, lý do tại sao tôi lại quan tâm này chờ cho mình đã tí xíu nặn tôi đồ ta đây đây là luật sư Phạm Thị Ngọt ngày xưa bào chữa cho Nguyễn Vợ Hưng là đàn em của năm Cam luật sư chỉ định thôi chứ không phải là được mời tham gia để trả tiền mà luật sư do nhà nước chỉ định thôi thì bây giờ luật sư Ngọt cũng sẽ là luật sư của Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong vụ án của cháu Vân An xin lỗi là luật sư của Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ án của cháu vương An là được uh, gia đình của Nguyễn Kim Trung Thái mời tham gia bào chữa đó cho nên đó có cái, cái thú vị là nó có cái chuỗi liên hệ lẫn nhau và bây giờ tôi cũng đang theo dõi là luật sư ngọ sẽ bào chữa cho nguyễn kim trung thái người cha mất nhân tính đó như thế nào đó còn à, cuộc sống của à, hải bắn thì thật ra tôi cũng rất là quan tâm và muốn làm một về, uh, clip về về ông nhưng mà có lẽ là liên quan đến video clip này thì tôi làm như vậy để chúng ta hình dung là một cái quá trình Hải Bánh lý do tại sao đi tù rồi ra tù khi nào và hiện tại cuộc sống ra làm sao? Thì bây giờ cuộc sống của Hải Bánh thì nói chung là tôi nhận thấy là cũng rất là tử tế, ông rất là sau khi mà ra 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 trại thì cũng có lên mạng xã hội này kia nhưng mà cuối cùng mọi người biết rồi đã bị rất là nhiều đối tượng mượn vào đó và xuyên tạc hay là đưa những cái tin mà không mong muốn như mong muốn của Hải Bánh, cho nên ông nói bây giờ ông rất là sợ mạng xã hội. Chính vì lý do này nó tôi cũng chỉ đưa tin ngắn gọn như thế này thôi, không đưa tin nhiều. Và tôi nghĩ rằng á trong mỗi cái cái sự cố của cuộc đời, một cái hành vi của cuộc đời mà được trả giá bằng pháp luật ấy, thì thường những cái người nào mà họ ân hận và họ thay đổi thì mình cũng không nói gì nhiều. Nhưng sẽ có những cái đối tượng ấy sẽ khó không ân hận và rất là ngoan cố. Và một trong những cái đối tượng đó thì tôi nghĩ trong tương lai đấy là chính là Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì hiện nay trong trại giam thì Nguyễn Phương Hằng vẫn tiếp tục làm đơn tố cáo về một số người mà bà ta đã vụ oan và họ trở thành bị hại của bà ta. Cho nên tôi đánh giá là cũng sẽ giống như là chị gái của Dung Hà thôi. Cũng là người rất là ngoan cố. Là cái người rất là ngoan cố bị truy nã quốc tế rồi mà ra nước ngoài vẫn tập hợp đàn em tập hợp đàn em những cái đàn em cũng bị truy nã và cộng cáng để tiếp tục buôn bán mai thúy như thế kinh khủng lắm không cho nên nó tôi hình hình dung một ngày nào đó mà bị can nguyễn phương hằng lúc đó bà ta ra trại và ra khỏi việt nam thì nó bà ta cũng có thể là, 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 tập hợp những cái thành phần chống phá để mà phá hoại việt nam kiểu vậy ấy. nội dung thì tôi dừng ở đây nhé cảm ơn mọi người đã lắng nghe à, xin chào và hẹn gặp lại